Đồng đội ơi, ta về với nhau, ta trở về thăm một thời oanh liệt. Như năm xưa ta vừa mới bên nhau, 18 đôi 10 trời xanh biếc trên đầu. Đồng đội ơi, với nhau đồng đội ơi, ta về với nhau đồng đội ơi. Đồng đội ơi, ta về với nhau, ta trở về thăm một thời oanh liệt. Như năm xưa ta vừa mới bên nhau, 18 đôi 10 trời xanh biếc trên đầu. Đồng đội ơi, mãi mãi là tình yêu thương. Đồng đội mãi mãi niềm tự hào ấm vang trong lòng người. Ta về với nhau đồng đội ơi, ta về với nhau đồng đội ơi. Chúng tôi là người lính Bang Hồ, mang trên mình màu
cha ông. Dù cho gian lao, dù cho hy sinh, có chúng tôi người lính sẵn sàng. Chúng tôi là người lính Băng Hồ, dưới quân kỳ cùng đi chiến đấu. Hòa vang câu ca vì quê hương ta, vì đất nương thăm mẫu cha ông. Cờ sao tung bay tình yêu mê say, đất nước ta hào khí sáng ngời. Lời người còn vang vang trong tim ta, không gì quý hơn độc lập tự do. Tiểu đoàn hùng binh hiên ngang ra đi, băng qua gian nguy quyết giành toàn thắng. Lời người mãi khắc ghi vì tổ quốc mê điều, quyết xưng danh người lính Băng Hồ, quyết xưng danh người lính Việt Nam. Chúng tôi là người lính Băng Hồ, mang trên mình màu xanh đất nước, màu xanh quê hương, màu xanh yêu thương, từng tấc đất thắm máu cha ông. Dù cho gian lao, dù cho hy sinh, có chúng tôi người lính sẵn sàng. Chúng tôi là người lính Băng Hồ, dưới quân kỳ cùng đi chiến đấu. Hòa vang câu ca vì quê hương ta, vì đất nương thăm mẫu cha ông. Cờ sao tung bay tình yêu mê say, đất nước ta hào khí sáng ngời. Lời người còn vang vang trong tim ta, không gì quý hơn độc lập tự do. Tiểu đoàn hùng binh hiên ngang ra đi, băng qua gian nguy quyết giành toàn thắng. Lời người mãi khắc ghi vì tổ quốc mê điều, quyết xưng danh người lính Băng Hồ, quyết xưng danh người lính Việt Nam. Chương trình văn nghệ chào mừng hội nghị tổng kết công tác năm 2022 Hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật thành phố Hải Phòng xin phép được bắt đầu. Đội văn nghệ cựu chiến binh phường Hòa Nghĩa chúng tôi xin được gửi tới các quý vị đại biểu cùng toàn thể hội nghị lời chào trân trọng nhất. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Chương trình hôm nay gồm có các tiết mục tốt ca nam nữ, bài hát đồng đội của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, đơn ca nam đồng chí Quang Ấn với ca khúc Vết chân tròn trên cát của nhạc sĩ Trần Tiến, Sapa nơi gặp gỡ đất trời của nhạc sĩ Phùng Chiến, tiết mục song ca do hai đồng chí Quang Ấn và Thanh Huyền biểu diễn, lời bác dặn trước lúc đi xa nhạc sĩ Trần Hoàn biểu diễn đồng chí Thanh Huyền. Lời tạm biệt trước lúc lên đường nhạc sĩ Vũ Trọng Hối và liên khúc cây đàn guitar của đại đội 3 hát mãi khúc quân hành của các tác giả Xuân Hồng, Diệp Minh Tuyền. Chương trình biểu diễn văn nghệ xin phép được bắt đầu. Có con trên cao, lúa xanh hải.
chân tròn
vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng quê tôi. Anh thương binh vẫn đến trường nàng, vẫn ôm đàn dây các em thơ bài hát quê hương. Bài hát có ngọn núi quê anh xa vời, bài hát có đồng lúa miên man câu hò, bài hát có người lính đã hy sinh những gót chân son vui quanh vết chân tròn. Bài hát có tròn đáy không quên bên đồi, bài hát có lời lính biên cương thương mẹ, bài hát có ngọn gió quân bay theo dấu chân tròn, để lại một bài ca trên cát trắng bao la. Chân tròn vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng quê tôi. Anh thương binh vẫn đến trường làng, vẫn ôm đàn dây các em thơ bài hát quê hương. Bài hát chân son vui quanh vết chân tròn, bài hát có tràn đánh không quên bên đồi, bài hát có người lính biên cương thương mẹ, bài hát có ngọn gió cuốn bay theo dấu chân tròn, để lại một bài ca trên cát trắng bao la. Vết chân tròn vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng quê tôi, như bài ca anh viết trong thầm lặng, như bờ cát không lời hát mãi trong tôi, cháy mãi trong tôi. Ôi bài ca cuộc đời, hát mãi trong tôi, cháy mãi trong tôi, hát mãi trong tôi. Thank you.
yêu nhau, hãy yêu rộng hơn cả đón nước cuộc đời. Bạn thấy em nào anh nói gì nhiều đâu, cuộc đời đang chung mà thôi nhé tạm biệt. Dòng nước mắt đêm đêm cũng không làm cho sắc kia đùng đưa. Đang cùng đàn con thì ta sẵn trả đàn con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trân trọng cảm ơn, kính chúc sức khỏe các đồng chí.
kính chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý và chúc hội nghị hôm nay thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị, chương trình hội nghị hôm nay gồm có các nội dung sau đây. Một, đồng chí Phạm Văn Tố, Phó Chủ tịch Thường trực Hội trình bày báo cáo tổng kết. Hai, đồng chí Cao Xuân Luật, Phó Chủ tịch Hội trình bày báo cáo tài chính của Hội. Ba, đồng chí Vũ Văn Long, Phó Chủ tịch Hội công bố các quyết định khen thưởng và điều hành phần khen thưởng. Bốn, đồng chí Nguyễn Thanh Đoàn, Chủ tịch Hội điều hành công tác bầu cử bổ sung ủy viên Ban Thường vụ và ủy viên Ban Chấp hành Hội khóa 1 nhiệm kỳ năm 2021-2026. Năm, phát biểu của đồng chí lãnh đạo đại diện Sở Lao động và Thương binh Xã hội thành phố Hải Phòng. Sáu, phát biểu của đồng chí Thiếu tướng Lưu Xuân Cải, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hải Phòng. Bảy, phát biểu của đồng chí Trần Hồng Quảng, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam. Tám, đồng chí Nguyễn Thanh Đoàn, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Hải Phòng phát biểu bế mạc và cảm ơn hội nghị. Kính thưa quý vị, kết thúc hội nghị, ban tổ chức xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí dự tiệc thân mật mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ngay tại địa điểm này. Kính thưa quý vị, tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phạm Văn Tố, Phó Chủ tịch thường trực Hội thay mặt Ban Chấp hành Hội trình bày báo cáo tổng kết. Kính mời đồng chí. Kính thưa các đồng chí đại biểu cùng toàn thể đồng chí Ban Chấp hành Thường vụ, được sự phân công của các đồng chí Thường trực Thường vụ, tôi đã đọc báo cáo tổng kết và doanh nghiệp và báo cáo tổng kết công tác của doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Hải Phòng năm 2021 và quý 1 năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Và thứ nhất, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Ban Chấp hành Hội năm 2021 tình hình chung ngày 23 tháng 4 năm 2021, mới đại hội xong đến ngày 16 tháng 7 nhận được quyết định công nhận của thành phố, công nhận kết quả đại hội chức danh chủ tịch và các của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố 1965 quyết định ký ngày 9 tháng 7 năm 2021, đến ngày 20 tháng 7 mới thực hiện xong con dấu chức danh và hoạt động với tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương đang từng bước chuyển biến tích cực. Và hạ tầng cơ sở đang được quan tâm và đầu tư xây dựng chính trị, trật tự an ninh, xã hội và được giữ vững trật tự tư tưởng cán bộ và hội viên nhân dân và nhân dân được ổn định. Ban Chấp hành các chương trình nghị quyết đảng, chính quyền, pháp luật và các quy định của địa phương. Tuy nhiên, tình hình thời tiết, khí hậu, Covid-19 và điều kiện rất phức tạp của các mặt trận, các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống và nhiều biểu hiện các tác động tiếp theo của dân cư làm cho đời sống của nhân dân, trong đó có doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật, nhất là đời sống của hội viên. Do tình hình dịch bệnh trên thường trực mãi đến ngày 20 tháng 5 năm 2021 mới họp xong, thì ngày 20 tháng 7 năm 2021 chúng ta mới họp và chuyển mặt thành Ban Chấp hành lần thứ hai. Đồng chí Nguyễn Thanh Đoàn thay mặt Thường trực báo cáo toàn bộ nội dung cụ thể Ban Chấp hành thông qua và biểu quyết 100% công bố quyết định công nhận và kết quả đại hội chức danh chủ tịch của ủy ban nhân thành phố và đưa vào các con dấu để hoạt động, gửi toàn bộ 8 bộ quy chế vào quyết định công nhận đại hội và điều lệ được thành phố Hải Phòng phê duyệt và tới các đồng chí trong Ban Chấp hành bầu nhiệm chức danh phó chủ tịch là 2 đồng chí phân công thường trực và thường vụ, phân công các đồng chí Ban Chấp hành phụ trách địa bàn thành lập các ban của hội, công bố thành lập văn phòng đại diện phía Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, nghiên cứu và xem xét có thể mở một số văn phòng đại diện thành phố Hải Phòng và một số tỉnh phía Bắc, thường trực hội hoặc thường vụ quyết định sắp xếp và chuyên tuyển dụng nhân viên hoặc bổ nhiệm cán bộ kết nạp hội viên trong quy mô trong quy chế, tiến hành làm thẻ và giấy chứng nhận hội viên. Kết quả thực hiện, phát huy truyền thống bộ đội cụ Hồ thực hiện 7 bác dạy
Thương binh Đảng Nhân Cốc Huế, toàn thể hội viên chúng ta đã tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân, thực hiện pháp lệnh dân chủ doanh nghiệp cũng như cơ sở địa bàn mình hoạt động. Ban chấp hành hội đã xây dựng chương trình kế hoạch tuyên truyền vận động cán bộ hội viên thực hiện chỉ thị nghị quyết của Đảng và các cấp, chương trình kế hoạch quy chế nội quy của hội trong quy chế hội đồng năm chương, trong quy chế gồm có 5 chương 12 điều được ban thường vụ hội thống nhất này thông qua ngày 20 tháng 5 năm 2021. Ngoài ra tiếp tục quán triệt triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh năm 2021 và tăng cường mối đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng hệ thống và hệ thống chính trị trong thành, quán triệt chỉ thị 15, 16 của Chính phủ về vấn đề đề phòng với chống về phòng chống virus và quá trình triển khai thực hiện quy chế của hội, thực hiện thể cần thiết phản ánh để đề xuất phù hợp cho ban thường vụ quyết định để thông qua. 2. Bồi dưỡng về phẩm chất năng lực cho ban chấp hành hội viên cán bộ hội từ thường vụ đến ban chấp hành chưa đủ tuổi tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác hội, nhưng chủ yếu là doanh nghiệp đã nắm được cơ bản trong hội cũng như trong phát triển kinh tế theo báo cáo được các thành viên tham gia và nhận thức sâu sắc về cuộc vận động trong từng lĩnh vực và hướng dẫn hoạt động của ban chấp hành và vận động hội viên tham gia thực hiện nhiệm vụ chương trình và điều của địa phương cũng như của phong trào của hội, triển khai và hướng dẫn tất cả các đồng chí trong ban chấp hành trên địa bàn bản vàng tuyên truyền vận động cán bộ hội viên gương mẫu và tích cực đoàn kết chặt chẽ với các lực lượng, các chính quyền sở tại thực hiện tốt cuộc vận động, tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động hội theo quy chế và nội quy được thành phố Hải Phòng phê duyệt và cấp phép. 4. Phối hợp thực hiện các ngành đoàn thể thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và cơ sở làm tốt công tác hỗ trợ hội viên, phối hợp cùng với chính quyền xây dựng, cùng phân phối hợp tác tham gia phong trào chống tội phạm của các hội, giữ gìn trật tự an ninh trên địa bàn, tuyên truyền vận động cán bộ hội viên, nhân viên thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân tham gia phong trào thực hiện tốt tố giác tội phạm, chỉ đạo 100% hội viên nghiêm túc thực hiện và triển khai quán triệt hội viên cơ sở tại cho trong tham gia các phong trào của phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống và các bảo vệ anh em thương binh và có những dấu hiệu phản bác, phải dùng tất cả công tác chấp hành đủ biện pháp chấp hành và tiến hành đuổi tất cả các loại tội phạm, công tác rất cụ thể. Có ý kiến hoặc có kiến nghị hội đã huy động tham gia vận động giải tỏa nạn lấn chiếm và dẫn đến 159 hộ trong phường Thành Đô, quận Hải An. Kết quả đã đạt được mục đích chủ tịch thành phố khen ngợi. 5. Các thành viên duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh 60% số so với số trước kinh doanh đạt 1.210 tỷ đồng, duy trì khoảng trên 1.950 lao động, ổn định thu nhập, lương đạt 4-5 triệu trên một người trong tháng. Các thành viên có tham gia chấp hành 100% phòng chống COVID-19 theo chỉ thị của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, cũng như không có ai mắc phải COVID-19 tham gia đóng góp ủng hộ công tác phòng chống COVID-19, tham gia đóng góp mọi phong trào và được quan tâm 300 triệu đồng ở địa phương, quận và trong trung ương, trong các hợp thức điện. Công ty cổ phần thương binh Trường Sơn và công ty trách nhiệm vận tải thương mại Thành Tiến trong công tác hỗ trợ hội viên theo quy chế điều lệ của hội
đã được thành phố phê duyệt từ khi thành lập đến tập một hoặc thành lập hội đến nay 7 đơn vị đề nghị duyệt từ của đại hành của thành viên hỗ trợ hợp tác xã Thương binh Hải Đông cho đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn cơ sở, đồng chí Ngô Văn Nguẩn, đồng chí Ngô và các đồng chí trong Thương binh của phần An Hòa hợp tác xã Thương binh đoàn 2180, đồng chí Nguyễn Văn Mè, đồng chí Lê Công Hồng, công ty trách nhiệm nhà nước Thanh Nhật, hợp tác xã thủy sản dịch vụ tổng hợp Đồng Hòa và một số trường hợp khác theo điều lệ và quy chế thành viên đã có quá trình thực hiện ban đầu và cũng đã hỗ trợ được tiếp tục các hội viên và ủy ban nhân dân phường Vạn Hương đã hợp tác giúp quyết định và giúp đỡ đồ vật đồ sơn của công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Thanh Nhật đơn vị hỗ trợ cho đồng chí Bùi Xuân Xuân Tám, địa chỉ phường Hải Thành, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. Đơn vị đề nghị hỗ trợ là công ty cổ phần Thương binh Trường Sơn. Đơn vị hỗ trợ của các đồng chí thương binh 2/4 là đồng chí Phạm Văn Tư phản ánh về việc xem lại của chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên tiếp công dân thành phố đã được công bố và gọi chỉ đạo của chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên xem xét và có văn bản trả lời ủy ban nhân dân phường Đồng Hòa, quận Kiến An và trả lời việc hỗ trợ hợp tác xã thủy sản dịch vụ tổng hợp Đồng Hòa cho đồng chí Vinh là chủ nhiệm huyện đã ban hỗ trợ đang thụ lý toàn bộ của các đồng chí Nguyễn Đình Kiến hộ kinh doanh cá thể 413 khu 2 Vĩnh Niệm, Hưu Lê Chân, Hải Phòng trong hội cần thơ tháp của hỗ trợ các đơn vị hội viên quan hội hỗ trợ và tiếp tục các doanh nghiệp cá nhân có cung cấp đầy đủ hồ sơ và cung cấp hoạt việc để toàn bộ hỗ trợ vừa mức quy chế điều theo điều lệ cho phép trực tiếp báo cáo chủ tịch hội xem xét rồi tiến hành giao cho các bộ phận chuyên môn kết hợp giải quyết tuy mức độ quyền hạn của từng công việc cụ thể mà hội hỗ trợ. Đánh giá chung một số đã là hỗ trợ thay mặt đoàn hội tham gia tất cả toàn hội tham gia đến tất cả các bộ các cán bộ chính quyền điều lệ đều nghỉ tốt tùy theo mức độ và khả năng của các cấp chính quyền. Khi có hội liên hệ can thiệp, họ đã tạo điều kiện và có hiệu lực ngay từ khi thành lập hội. Hội đã hoạt ban chấp hành và đã quán triệt một lần đến ngày 27/7/2021 mời họp lần thứ hai. Thường trực ban thường vụ đã kịp thời hướng dẫn bộ phận thực hiện theo đúng quy chế của hội đã được thành phố Hải Phòng phê duyệt, giáo dục quán triệt và quán triệt nhiệm vụ hội viên. Trong quá trình ban thường vụ, ban chấp hành đã theo quy định quy chế công tác thực và trung tác và từng bước đã đổi mới thực hiện tốt công tác việc tạo điều kiện qua ban thường vụ và quá trình bổ sung thêm công 2 ủy viên ban thường vụ chức danh phó chủ tịch hội nhiệm kỳ 21-26 và ra soát điều chỉnh bổ sung quy hoạch cán bộ chủ chốt nhiệm kỳ 21-26 thực hiện tốt phối hợp với ủy ban kiểm tra giám sát thực hiện giám sát các doanh nghiệp thông qua việc kiểm tra giám sát đã kịp thời chấn chỉnh khắc phục những tồn tại của các doanh nghiệp và mỗi việc hội viên việc chấp hành quy chế điều lệ của hội thực hiện nhiệm vụ và thực hiện các hội viên phát triển được 9 hội viên mới ngày 25/2/2022 vừa qua. Hội doanh nghiệp thương binh và người khuyết tật Hải Phòng đã ký giao ước thi đua năm 2022 với hiệp hội doanh nghiệp thương binh và người khuyết tật Việt Nam tại xí nghiệp thương binh Quang Vinh Hải Phòng. Phần tài chính thu chi của hội tổng các khoản thu thêm năm 27/7/2021 đến ngày 19/4/2022 185.906.232 đồng. Các khoản chi từ ngày 27/7/2021 đến ngày 19/4/2022 cụ thể là 39.509.000
98.700 đồng. Như vậy tổng số tổng như vậy sau khi chốt chi khoản chi từ quỹ hội tính đến ngày 19/4/2021 là 190.846.351 đồng, bằng thứ 190.831.639.000 đồng trắng. Tồn tại hạn chế và nguyên nhân những tồn tại hạn chế từ khi kết quả đã đạt được ngày thành lập nhưng vẫn còn những tồn tại, vai trò trách nhiệm của ủy viên ban chấp hành chưa được thực sự phát huy đúng được vai trò chức trách, còn có ủy viên ban chấp hành nhiệm vụ còn cần phải điều chuyển triển khai chưa thực hiện được tốt, có trách nhiệm triển khai quán triệt và tổ chức điều hành trong hiện thực hiện nhiệm vụ chưa được thống nhất đồng bộ. Hai, chế độ sinh hoạt còn có hộ toàn hội chưa được thực hiện quy định có điều lệ của điều lệ hội, nội dung sinh hoạt chưa được đổi mới, chưa được phát huy được truyền thống của tổ chức hội tham gia các phong trào ở địa phương, hoặc đặc biệt là các công tác tuyên truyền vận động hội viên tham gia xây dựng phát triển hội tham gia các công tác khác để hội đưa vào các phần phát triển cho vững mạnh, và còn có doanh nghiệp và một số các hội viên chưa nộp hội phí năm 2021, chưa đạt chỉ tiêu và thời gian theo quy định. Vì vậy những nguyên nhân trên đó đã nêu lên các bác làm cho hội viên hội của chúng ta chưa cấp được giấy chứng nhận, chưa được làm được. Và nguyên nhân còn một số cán bộ nhận thức vai trò trách nhiệm giữa ủy viên ban chấp hành hội với hội viên chưa được chú trọng thực sự xu hướng phát triển thực hiện và một số nội dung chương trình công tác của hội đội đối lập với các cơ chế trường hợp và nhiệm vụ cán bộ hội viên chưa để hội viên khuyến khích và các cán bộ hội viên để thực hiện nhiệm vụ. Và thứ hai, phương hướng là nhiệm vụ đến năm 2022 có nhiệm vụ phát huy những quá trình được thực hiện tốt các quá trình trong năm 2021, tiếp tục thực hiện ý kiến đóng góp thành phố và thành phố xây dựng tập trung có năng động, có trách nhiệm tuyên truyền cán bộ đến từng cơ sở nghiêm chỉnh chấp hành các quy chế và quy định của hội, chính sách pháp luật của nhà nước đối với chỉ thị nghị quyết của hội, và tích cực tham gia các phong trào cơ sở địa phương của mình, đồng thời tốt các công tác tuyên truyền vận động và hội vận động phát triển hội viên và nhân dân, tích cực xây dựng hội ngày càng vững mạnh, 100% cán bộ hội viên thực hiện nắm vững các quy chế hoạt động của hội và được quán triệt học tập và các nghị quyết của đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước 100% cán bộ hội viên kiên định vững vàng và các chính trị tư tưởng là tập trung không tự chuyển biến tự chuyển hóa và một số bộ phận của địa phương cách các doanh nghiệp hành động và vận động xung quanh và mọi người thực hiện tốt mọi thời phòng vận dịch COVID-19, hỗ trợ lẫn nhau để sản xuất kinh doanh và tạo được việc làm ổn định, một đạt 100% với ban đầu và thu nhập của người lao động. 100% hội hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 2% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 2% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở lên, 98% là trở lên hội viên hội gương mẫu gia đình văn hóa và kết nạp được 15-20 hội viên. Mỗi thành viên trong hội phải vận động quần chúng cơ sở cư trú thực hiện tốt công tác chính sách pháp luật của nhà nước đã đề ra, 100% gia đình hội viên để thực hiện tốt gia đình hội viên cũng không xây dựng không một rồi hiện một đại hội doanh nghiệp thương binh và người khuyết tật thành phố là mô hình điển hình tiên tiến của cả nước. 8, thực hiện tốt kiểm tra giám sát từng thành viên, 9, quy chế hoạt động đầy đủ các quân bình quân do quyết định và triển khai từng người làm giấy chứng nhận thẻ hội viên, nhiệm vụ giải pháp quán triệt sâu sắc trong quan quy chế và chỉ thị quyết định của hội kết hợp với chính quyền nhiệm kỳ 2021-2026 cùng chính quyền đẩy mạnh
công tác, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng và các học viên giữ vững lập trường quan điểm không dao động trước mọi tình huống của các thế lực thù địch, không đi quan và lôi kéo các học viên khác chống đối với và thực hiện mới tốt cái tuyệt đối chống cái tư tưởng công phần địa vị, làm tốt giúp đỡ nhân dân, làm tốt các công tác tư tưởng. Ban thường vụ, ban chấp hành các chi hội đúng quy chế, duy trì và thực hiện tốt công tác tình nghĩa tình đồng đội, bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng hợp pháp của các thành viên hội trong hội, của các thành viên công tác và kiểm tra giám sát trong hoạt động phong trào. Và ban thường vụ kính trực đề đến trực tiếp và phương hướng và phương pháp chỉ đạo từng quy chế và điều kiện điều lệ để hội được ủy ban nhân dân thành phố phòng phê duyệt cho phép chúng ta đã phát huy ký trọng và phát huy tinh thần đoàn kết, ủng hộ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra năm 2022. Trên đây là báo cáo kết quả công tác năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Trên đây thường trực báo cáo ban thường vụ và có ý kiến bổ sung để báo cáo ban chấp hành và các cơ quan liên quan. Sau đây là tôi đã báo cáo kết tổng kết của năm 2021 và báo cáo nhiệm vụ 2022. Trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị, tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Cao Xuân Luật, Phó Chủ tịch Hội, thay mặt Ban chấp hành Hội lên báo cáo tài chính. Kính mời đồng chí. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa hội nghị, được sự phân công của Ban chấp hành, tôi xin tóm tắt công tác tài chính từ ngày 27 tháng 7 năm 1921 cho đến ngày 19 tháng 4 năm 2022. Tất cả các chi tiết thu chi báo cáo đồng chí ở trong các túi mà gửi các đồng chí hôm nay chúng tôi làm rất chi tiết. Tôi có đọc hết, đọc nhiều chắc các chị không được lấy. Các ông chí lên xem vì đây là quyền lợi của chúng ta. Chúng ta có chi, có thu và có trách nhiệm và nghĩa vụ để xây dựng vốn. Báo cáo các ông chí là các khoản thu thêm mà từ 27 tháng 7 cho đến 2021 cho đến ngày 19 tháng 4 2022 thì báo cáo chỉ là 185.906. Chưa kể là ngày hôm nay các ông chí lập quỹ hội và một số các doanh nghiệp ủng hộ hội nghị ngày hôm nay. Tôi xin công bố một vài cái doanh nghiệp tiêu biểu ủng hộ trong cái hội nghị ngày hôm nay. Báo cáo các ông chí xin công bố một vài cái đơn vị. Đồng chí Lê Công Hồng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Thái Nhật, ủng hộ quỹ hội 20 triệu. Đồng chí Cao Xuân Luật, 536, ủng hộ thăm gia đình liệt sĩ quận Ngô Quyền 2 triệu. Đồng chí Nguyễn Thanh Đoàn, tổng giám đốc công ty cổ phần thương binh Trường Sơn, ủng hộ quỹ hội để chi ủng hộ người nghèo ở phường Hòa Nghĩa là 6 triệu đồng. Đồng chí Trần Thị Thanh Nhàn, giám đốc hợp tác xã Đông Hải, ủng hộ ban chấp hành mở rộng 2 triệu đồng. Đồng chí Nguyễn Thanh Đoàn, tổng giám đốc công ty cổ phần thương binh Trường Sơn, ủng hộ. Báo cáo đồng chí là tôi cộng luôn anh Nguyễn Thanh Đoàn, đến giờ phút này không phải là con số 20 triệu anh ủng hộ trước đến ngày 19 là 20 triệu. Nhưng đến giờ phút này tôi đã kiểm tra thông qua máy điện thoại điện tử của tôi thì báo cáo là anh ủng hộ là 35 triệu. Báo cáo với các đồng chí, tôi xin là báo cáo anh Đoàn là tôi cập nhật rất là nhanh. Thế là để cho anh không phải là báo cáo về cái vấn đề cho nó nhiều. Đồng chí Phạm Minh Tứ, Ngô Quyền, Hải Phòng ủng hộ ban chấp hành mở rộng 5 triệu đồng. Đồng chí Phạm Văn Tố, Phó Chủ tịch thường trực ủng hộ hội nghị ban chấp hành mở rộng 5 triệu. Đồng chí Vũ Văn Long, Phó Chủ tịch
ủng hộ 10 triệu, đồng chí Cao Xuân Tuấn ủng hộ là 5 triệu. Báo cáo đồng chí là mới sơ sơ mà trong cái hội nghị này thì chúng ta nhận được rất nhiều các đồng chí, các doanh nghiệp ủng hộ. Mà đây là tôi báo cáo chí, tôi thống kê đến ngày 19, đến ngày 19, đây là 20. Ngày 20 con số của tôi vừa mới xem sắp qua, chứ tôi chưa thống kê cho chính thức. Thì báo cáo đồng chí là khoảng là trên 50 triệu. Báo cáo đồng chí như thế. Vừa rồi tôi đọc khoản thu, tôi báo cáo đồng chí là các khoản chi thì tính đến ngày 19/4/2022 chi đây có nhiều khoản chi. Báo cáo đồng chí là từ thăm hỏi ốm đau cha già mẹ héo tứ thân phụ mẫu, rồi ủng hộ các hội nghị, kể cả mua hoa tặng mọi, thì báo cáo chúng ta chi chưa đến 40 triệu, có 39.598.700 đồng. Báo cáo đồng chí, chúng ta con số chúng ta chi ra rất là ít. Như vậy các khoản thu chi tồn quỹ của hội, ở đây chúng ta có tồn quỹ báo cáo công chí này, trước đây chúng ta là chi hội. Thế mà từ 27/7/2021 thì ta chuyển cho hội, thì ta tồn quỹ mới là 79 triệu. Tôi cứ tính có số lẻ, ta cứ tính gọn cho 8 triệu, ta chuyển sang thì số quỹ chúng ta nó mới nhiều. Chứ không các ông chí bảo là ở đâu mà nó ra nhiều thế, ta còn tách cái nào, tách cái kia ra, thì báo cáo ông chí là các ông chí xem những cái chi tiết, báo cáo lại xem những cái chi tiết. Thì báo cáo ông chí thì chưa kể thu ngày hôm nay, thì tính đến giờ phút này thì chúng ta đã có khoảng 190.846.350 đồng. Báo cáo các ông chí là tôi chưa được công tác qua để chúng ta hiểu rằng là các doanh nghiệp và các đồng chí chúng ta vẫn được hộ phí, vẫn ủng hộ đều đặn. Đây nó là một cái mà chúng ta thấy rằng là cái công tác phát triển hội, mà nói với các đồng chí là chúng ta phải có quỹ, chúng ta xây dựng quỹ, để có quỹ thì chúng ta mới điều hành được được hội. Vậy doanh nghiệp là chúng ta chưa có điều kiện đâu, thì các đồng chí ta được quỹ. Để báo cáo chính là tôi tóm tắt cái tài chính như thế để các đồng chí là tôi nhắc lại, đồng chí nào có ý kiến các đồng chí về văn phòng là một, hoặc gặp trực tiếp tôi sẽ trình bày rất cụ thể cho các đồng chí về mặt thu chi tài chính. Xin hết. Xin cảm ơn đồng chí Cao Xuân Luật. Kính thưa đồng chí, tiếp theo chương trình được sự ủy quyền của Hội đồng thi đua khen thưởng Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam, tôi xin công bố quyết định khen thưởng Hiệp hội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc, Hà Nội, ngày 24/12/2021. Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam quyết định về việc tặng bằng khen. Căn cứ quyết định số 13 ngày 14/4/2003 của Bộ Nội vụ về việc thành lập Hiệp hội Sản xuất Kinh doanh của Người tàn tật Việt Nam, quyết định số 1330 ngày 24/9/2009 của Bộ Nội vụ về việc đổi tên Hiệp hội Sản xuất Kinh doanh của Người tàn tật Việt Nam thành Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam và phê duyệt điều lệ của Hiệp hội. Căn cứ của điều lệ và quy chế thi đua khen thưởng của Hiệp hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam, căn cứ biên bản họp của Hội đồng thi đua khen thưởng và đề nghị của ông Chánh Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam, quyết định điều 1 tặng bằng khen của Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam cho 2 tập thể và 3 cá nhân thuộc Hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Hải Phòng, gồm các đồng chí và cá nhân có tên sau đây. 1. Về tập thể có 2 đơn vị tập thể. 1. Hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Hải Phòng. 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thương mại Thành Tiến. Về cá nhân có 3 đồng chí. 1. Đồng chí Nguyễn Thanh Hoàng, Chủ tịch Hội. 2. Đồng chí Vũ Văn Long, Phó Chủ tịch Hội. 3. Đồng chí Bùi Hồng Bách, Chánh Văn phòng Hội. Điều 2. Các ông bà Chánh Văn phòng Hội đồng thi đua khen thưởng, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có liên quan của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam và các tập thể,
cá nhân có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Thay mặt Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp của Tân binh và Người khuyết tật Việt Nam, Chủ tịch Thiếu tướng Lê Văn Lương, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đã ký, đề nghị quý vị nhiệt liệt chúc mừng. Sau đây xin trân trọng kính mời đồng chí Phạm Văn Tố, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nghiệp Tân binh và Người khuyết tật Hải Phòng. Kính mời đồng chí đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn Vận tải Thương mại Thành Tiến. Và trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thanh Đoàn, Chủ tịch Hội, đồng chí Vũ Văn Long, Phó Chủ tịch Hội, đồng chí Bùi Đồng Bách, Tránh Văn phòng Hội lên tư chức sân khấu để nhận bằng khen của Hội Doanh nghiệp và Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam. Trân trọng kính mời các đồng chí. Trân trọng kính mời đồng chí Trần Hồng Quảng, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam nhận trao bằng khen. Kính mời đồng chí. Kính mời đồng chí đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vận tải Thành Tiến. Tiếp theo chương trình, tôi xin công bố quyết định khen thưởng của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng. Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc, Hải Phòng, ngày 18 tháng 4 năm 2022. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Sở Lao động Thương binh và Xã hội quyết định về việc khen thưởng cho các cá nhân đã có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021 tại Hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Hải Phòng. Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội căn cứ luật thi đua khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và luật sửa đổi bổ sung một số điều luật thi đua khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013. Căn cứ quyết định số 91 ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số đợt thi đua khen thưởng. Căn cứ quyết định số 20/2019 ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành quy định về công tác thi đua khen thưởng tại thành phố Hải Phòng. Căn cứ quyết định số 2882 ngày 22/11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng. Căn cứ quyết định số 1965 ngày 9 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt điều lệ và công nhận chức danh Chủ tịch Hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Hải Phòng. Theo đề nghị của Hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Hải Phòng tại tờ trình số 01/2022 ngày 4 tháng 4 năm 2022 và đề nghị của Chính văn phòng Sở. Quyết định điều 1 tặng giấy khen cho 12 cá nhân là lãnh đạo và thành viên của Hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Hải Phòng đã có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021. Tôi xin công bố 12 đồng chí được khen thưởng sau đây. 1. Đồng chí Phạm Văn Tố, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Hải Phòng. 2. Đồng chí Cao Xuân Luật, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Hải Phòng. 3. Đồng chí Nguyễn Văn Mè, Ủy viên Thường vụ Hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Hải Phòng. 4. Đồng chí Ngô Văn Uẩn, Ủy viên Thường vụ Hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Hải Phòng. 5. Đồng chí Nguyễn Huy Giáp, Ủy viên Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Hải Phòng. 6. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Hải Phòng. 7. Đồng chí Nguyễn Văn Đông, Hội viên Hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Hải Phòng. 8. Đồng chí Nguyễn Công Thế, Hội viên Hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Hải Phòng. 9. Đồng chí Đỗ Ngọc Dậu, Phó Chính văn phòng Hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Hải Phòng. 10. Đồng chí Hoàng Đình Toản, Phó Chính văn phòng Hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Hải Phòng. 11. Đồng chí Phạm Thị Oanh, cán bộ văn phòng Hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Hải Phòng. 12. Đồng chí Lê Công Hồng, Hội viên Hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Hải Phòng. Điều 2. Chính văn phòng trưởng phòng Người có công, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Hải Phòng, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng, Giám đốc Đỗ Văn Bình đã ký, đề nghị các đồng chí nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí đại diện.
trân trọng kính mời 12 đồng chí có tên và công bố ở trên lên phía trước của trường để nhận giấy khen của giám đốc thương binh và xã hội thành phố Hải Phòng. Trân trọng kính mời đồng chí. Trân trọng kính mời đồng chí Trần Văn Huy, phó giám đốc sở lao động thương binh và xã hội thành phố Hải Phòng lên trao giấy khen cho các đồng chí. Trần Văn Huy, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng lên phát biểu ý kiến. Kính thưa Thủ tướng Nguyễn Xuân Cảnh, Thủ tướng Chủ tịch Trung ương thành phố. Kính thưa đồng chí Trần Hồng Hoàng, anh hùng lao động tiền bối mới, Phó Chủ tịch Hội Thôi, Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam. Kính thưa đồng chí Nguyễn Thanh Hoàng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Hội Thương binh và Người khuyết tật thành phố Hải Phòng. Kính thưa các đồng chí, các ủy viên ban chấp hành của hội, các hội viên của hội cựu chiến binh, hội viên hội thương binh của người khuyết tật thành phố Hải Phòng, kính thưa toàn thể các đồng chí, hôm nay hội doanh nghiệp thương binh người khuyết tật thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị tổng kết năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Lời đầu tiên, cho tôi xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo và đại biểu của hội nghị sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp. Kính thưa toàn thể hội nghị, Hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Hải Phòng được thành lập đến nay tròn được một năm. Trong bối cảnh dịch bệnh, nhưng hội nghị đã cố gắng triển khai, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình kế hoạch hoạt động của nhiệm kỳ 2021-2026 có hiệu quả. Thay mặt lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tôi xin chúc mừng kết quả hoạt động của các đồng chí, đặc biệt là chúc mừng các tập thể và cá nhân được Hội Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam và Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng tặng bằng khen và giấy khen. Xin tất cả chúc mừng các đồng chí. Kính thưa toàn thể hội nghị, với kết quả hoạt động của Hội năm 2021 triển khai nhiệm vụ năm 2022, tôi đánh giá cao các tập thể lãnh đạo đã phát huy tinh thần cùng lời anh hùng của vượt khó khăn trong tình hình bệnh Covid-19 kéo lại các khó khăn, đã đoàn kết thống nhất lãnh đạo chỉ đạo hội đạt được kết quả như phát huy truyền thống bộ đội cụ Hồ, thực hiện lời dạy của Bác Hồ, thương binh Đảng, người thân Huế, toàn thể hội viên đã tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân, thực hiện pháp lệnh dân chủ của doanh nghiệp cũng như ở cơ sở địa bàn mình hoạt động, phối hợp cùng với chính quyền cơ sở xây dựng chương trình phối hợp về thực hiện tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, tuyên truyền vận động cán bộ hội viên và nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, chỉ đạo 100% hội viên nghiêm túc tổ chức triển khai và quán triệt đến hội viên nhận thức đầy đủ, đúng đắn về nhiệm vụ phối hợp với chính quyền sở tại trong tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng chống dịch bệnh đạt kết quả cao, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh vừa đạt trên 60% so với trước, doanh số đạt khoảng 1.210 tỷ đồng, duy trì khoảng trên gần 2.000 lao động ổn định, có ổn định việc làm, có thu nhập ổn định với mức lương đạt từ 45 triệu đồng một tháng, đảm bảo có ủng hộ các công tác của dịch Covid-19, xóa nghèo trên với trước tiền là trên 300 triệu đồng ở các phường, quận, thành phố, tiêu biểu xã thông minh
đoàn 2180, công ty cổ phần Thương Minh Trường Sơn, công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thương mại Thành Thiện, vân vân. Công tác xây dựng mộ đặc biệt được quan tâm thu hút hội viên tham gia lớp bảo hộ. Đặc biệt ngày 25/2/2022 vừa qua, hội doanh nghiệp Thương Minh 17 quận Hải Phòng đã ký kết các mức thi đua năm 2022 với hiệp hội doanh nghiệp của Thương Minh 17 quận Hải Phòng. Về nhiệm vụ năm 2022, ban chấp hành hội đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm phù hợp với nghị quyết của đại hội với điều lệ hoạt động của hội và thể hiện thực tế của các huyện của công đoàn. Nhân vụ của hội này, tôi chỉ đề nghị một số nội dung theo sau. Một là tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết điều lệ hội, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng để cán bộ hội viên giữ vững lập trường quan điểm thực hiện tốt đường lối chủ trương chính sách của đảng của công đoàn của nước, tích cực tham gia chương trình phát triển kinh tế của địa phương, củng cố và duy trì hoạt động của hội, giúp trong phát triển kinh tế và tăng thu nhập, cải thiện đời sống của các thành viên của hội. Ba, tiếp tục mở rộng phát triển duy trì sản xuất kinh doanh, tạo thêm nhiều việc làm mới, cũng như thêm nhiều lao động, giải quyết được nhiều việc làm, nhất là đối tượng người có công và thân nhân người có công là những người có tâm. Một lần nữa cho các tôi được xin kính chúc các đồng chí đang và các đồng chí tôi nghĩ tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí thiếu tướng Lê Xuân Cải, chủ tịch hội cựu chiến binh thành phố Hải Phòng lên phát biểu ý kiến. Kính thưa đồng chí Trần Văn Huy, phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố. Thưa đồng chí Trần Hồng Quảng, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, phó chủ tịch Hiệp hội Doanh Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam. Thưa anh Đoàn với các đồng chí trong ban chấp hành của Thương binh và Người khuyết tật thành phố Hải Phòng. Thưa các đồng chí đại biểu và toàn thể các đồng chí. Hôm nay tôi rất là phấn khởi được thay mặt cho thường trực cựu chiến binh thành phố về dự hội nghị của các đồng chí. Trước hết tôi đánh giá cao cái kết quả hoạt động của các đồng chí trong những trong thời gian vừa qua. Có thể nói là với chúng ta, những thương binh, người khuyết tật, sau những năm tháng tham gia cuộc chiến tranh, mình còn để lại một phần thân thể ở khắp các chiến trường. Trở về cuộc sống đời thường, các đồng chí đã quy tụ và hình thành ra một cái tổ chức hoạt động đầy ý nghĩa. Thưa các đồng chí, có thể nói thành tích của các đồng chí vừa qua, tập thể rồi cá nhân, quả thật cựu chiến binh thành phố đánh giá rất là cao. Có thể nói cựu chiến binh của thành phố cũng đạt được thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam và các cơ quan của thành phố đánh giá rất cao trong cái đợt phòng chống dịch Covid-19 vừa qua. Kính thưa các đồng chí là hơn 20.000 lượt cựu chiến binh của chúng ta tham gia trong các tổ chốt và rất gương mẫu thực hiện các cái chủ trương của ban chỉ đạo thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Chúng ta đã làm tốt và cũng thông báo các đồng chí được chính phủ tặng bằng khen, ghi nhận, đánh giá rất là cao. Trong đó có thể nói là có tấm gương của các đồng chí thương binh, có tấm gương của các đồng chí người khuyết tật trong tổ chức của chúng ta cũng tham gia trong số 20.000 cựu chiến binh của thành phố. Điều đó chúng tôi rất là trân trọng. Có những bác năm nay hơn 80 tuổi rồi, thưa các đồng chí, như khi nghe phát động của thành phố, khi nghe vận động của cựu chiến binh thì các bác tham gia với tinh thần rất tự nguyện. Trong gần 2 năm dịch bệnh Covid có hành hành trên địa bàn của cả nước, đặc biệt thành phố Hải Phòng, luôn luôn có những hình ảnh của cựu chiến binh, của thương binh, của người khuyết tật đi đầu trong cái cuộc phòng chống dịch Covid-19 của thành phố, để chúng ta hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố giao cho. Cũng thông báo với các bác các đồng chí là cựu chiến binh năm 2022 này là thành ủy giao cho là tổ chức đại hội cựu chiến binh các cấp. Thưa các bác các đồng chí, cho đến hôm nay là toàn bộ các xã phường thị trấn đã tiến hành tổ chức đại hội cựu chiến binh xong. Các đồng chí tham gia tái cử, có những đồng chí tái cử có thể cũng nghỉ, nhưng mà luôn luôn là những tấm gương để cho các thế hệ anh em, các thế hệ con cháu học
tập của đoàn nhạc. Và cũng thông báo với các bác các đồng chí năm nay là Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam chọn cựu chiến binh thành phố Hải Phòng làm điểm để các tỉnh các thành phố về Hải Phòng rút kinh nghiệm trong việc tổ chức đại hội cựu chiến binh nhiệm kỳ 2022-2025. Và hôm nay tôi thông báo như thế để các bác những cựu chiến binh vinh dự được tham gia là đại biểu dự đại hội cựu chiến binh các quân hệ để các bác công tác được tiếng nói của cựu chiến binh trong cái đại hội của mình và ủng hộ để làm sao cựu chiến binh của chúng ta đại hội thành công và cái nhiệm kỳ tới liên quân tiếp tục phát huy cái truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới và luôn luôn phát huy phẩm chất của mình. Và với các bác đồng chí hôm nay sau khi mặt đại dịch Covid-19 và hôm nay nhìn các bác về đây họp ở hội nghị hôm nay vẫn khỏe mạnh, vẫn tâm huyết, vẫn trách nhiệm, tôi phấn khởi. Và nhân đây tôi xin thông báo các bác đồng chí là trong cái hơn 2 năm vừa qua chúng ta cũng tổn thất các bác đồng chí. Như vậy là giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3 thì không có bác nào từ trận. Những cái giai đoạn 4 thì xin thưa các bác là Hải Phòng của chúng ta cũng gần 50 đồng chí tuổi hầu hết là khoảng 80. Các bác về với tổ chức. Đây cũng là cái mất mát của cựu chiến binh chúng ta. Thưa các đồng chí, những cái cảm động nhất là khi các bác về với tổ tiên thì các đồng đội của chúng ta đến tổ chức một cái tang lễ rất là trang trọng để lại những tình cảm cho gia đình và cho đồng đội của chúng ta khi chia tay các bác về với tổ tiên. Cái điều này rất mong chúng ta tiếp tục phát huy tình nghĩa đó, đặc biệt là cái tổ chức tang lễ theo nghi thức của cựu chiến binh, đó là một tình cảm rất là ấm cúng, động viên, chia san sẻ một cái nỗi buồn của gia đình. Tôi rất mong các bác các đồng chí chúng ta tiếp tục phát huy cái tình nghĩa này. Và nhân cái hội nghị của các bác các đồng chí hôm nay thì thay mặt cho người dân thành phố xin chúc các bác luôn luôn mạnh khỏe, chúc cho tổ chức hội của chúng ta luôn luôn phát triển, có nhiều hội viên và đặc biệt là chúng ta giữ gìn sức khỏe nhưng mà hoạt động của chúng ta làm sao thực sự có hiệu quả. Cho nên tôi nhìn cái con số mà phó tịch anh Luật báo cáo tôi rất là ấn tượng, làm tốt rồi nhưng mà cũng sẵn sàng đóng góp, sẵn sàng quyên góp, sẵn sàng làm những việc từ thiện. Cái đó là cái tác phong của người lính, cái phẩm chất của người lính luôn luôn đi đầu và luôn luôn tiên phong. Một lần nữa cho phép tôi thay mặt cho cựu chiến binh thường trực tỉnh ủy thành phố xin chân thành cảm ơn tất cả các bác các đồng chí hôm nay có mặt ở đây. Chúc cho các bác các đồng chí luôn luôn mạnh khỏe, chúc cho cái hội của chúng ta luôn luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu khắc phục mọi khó khăn và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà thành phố và các cơ quan ban ngành của thành phố giao cho các bác các đồng chí. Xin cảm ơn và chúc sức khỏe toàn thể các bác các đồng chí. Xin cảm ơn đồng chí Lưu Xuân Tài. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Trần Hùng Quảng, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam lên phát biểu ý kiến. Kính mời đồng chí. Kính thưa Thiếu tướng Lưu Xuân Cả. Kính thưa các đồng chí, như chúng ta đã biết, Hải Phòng là một trong các địa phương có nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dịch vụ của thương binh và người khuyết tật. Và ở đây cũng là một chiếc nôi sản sinh ra nhiều sáng kiến, ý tưởng mới, đi trước cả nước, thể hiện rõ nét sự năng động, sáng tạo của con người Hải Phòng, sự ra đời và phát triển của Hiệp hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam trong thời gian qua có vai trò nòng cốt và sự đóng góp hết sức quan trọng của Hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Hải Phòng với nhiều thế hệ doanh nhân là thương binh của thành phố, trong đó có nhiều đại biểu ưu tú hiện đang có mặt tại hội nghị. Thay mặt lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam, tôi ghi nhận và hoan nghênh công lao và những đóng góp cho Hiệp hội vì sự nghiệp phát triển của Hiệp hội của các doanh nghiệp, doanh nhân, thương binh thành phố Hải Phòng. Kính thưa các đồng chí,
qua nghe báo cáo tổng kết của Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Hải Phòng do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội trình bày và có ý kiến phát biểu của các đồng chí lãnh đạo cho thấy năm 2021 trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội của đất nước và thành phố Hải Phòng có nhiều khó khăn thách thức, được Ủy ban nhân dân thành phố quyết định cho phép thành lập đầu năm 2021, nhưng Ban chấp hành hội đã phát huy tinh thần dân chủ đoàn kết, tập trung chỉ đạo tổ chức thành công đại hội lần thứ nhất, đồng thời hết sức chú trọng đến công tác phát triển hội viên, làm tốt công tác tư vấn hỗ trợ bảo vệ quyền lợi và hợp pháp của hội viên, nhiệt tình hưởng ứng các phong trào thi đua do thành phố Hải Phòng và hiệp hội tổ chức phát động triển khai, được nhiều hoạt động xã hội thiện nguyện, tích cực tham gia các công tác phòng chống dịch COVID-19, ủng hộ quỹ vaccine. Kết quả năm 2021 đã có nhiều tập thể và hội viên thuộc được hiệp hội và sở lao động thương binh xã hội thành phố vinh danh khen thưởng. Lãnh đạo hiệp hội chúng tôi đánh giá rất cao nỗ lực của thường trực Ban chấp hành của các đơn vị hội viên của Hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Hải Phòng trong năm 2021 vừa qua. Sở dĩ đạt được những thành tích trên, ngoài sự cố gắng nỗ lực của toàn bộ các đồng chí, còn nhận được sự quan tâm chăm sóc hỗ trợ của Ủy ban nhân thành phố, Sở Lao động Thương binh Xã hội, Sở Nội vụ, Hội Cựu chiến binh, các sở ban ngành đoàn thể thành phố, lãnh đạo các địa phương đơn vị, trong đó có các đồng chí lãnh đạo phường Hòa Nghĩa Hải Thành đã dành thời gian để hội nghị. Thay mặt lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam, tôi xin bày tỏ tình cảm sâu sắc đối với sự quan tâm giúp đỡ của các cấp ngành đoàn thể thành phố Hải Phòng đã dành cho Hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Hải Phòng thời gian qua. Chúng tôi rất mong rằng thời gian tới thành phố Hải Phòng tiếp tục dành cho hội sự quan tâm, trách nhiệm hiệu quả hơn nữa. Kính thưa các đồng chí, tôi hoàn toàn nhất trí phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và các giải pháp thực hiện của Hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Hải Phòng đã đề ra trong bối cảnh đất nước và thành phố trước những khó khăn, thách thức mới, trong đó có tác động tiêu cực của các cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Đại dịch COVID-19 vẫn tiếp tục phức tạp, khó lường. Tôi đề nghị các đồng chí tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau. Một là làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao tinh thần đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm pháp luật của nhà nước, các quy định của thành phố Hải Phòng và của địa phương. Hai, tập trung triển khai nghị quyết hội nghị Ban chấp hành hội mở rộng để các tổ chức hội viên để sớm đưa nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động và kết nạp hội viên, tổng kết thành các bài học kinh nghiệm để chia sẻ với các thành viên trong toàn hiệp hội. Ba, hội cần bám sát tôn chỉ mục tiêu thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ quyền hạn, đảm bảo dân chủ công khai minh bạch trong các tổ chức hoạt động nhằm phát huy và nâng cao tinh thần đoàn kết gắn bó giữa hội viên với từng bước nâng cao lợi ích của hội viên, góp phần nâng cao vị thế của hiệp hội và hội xứng đáng với tình cảm và sự kỳ vọng của các cấp lãnh đạo và hội viên. Bốn, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua do hiệp hội, ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và các địa phương đơn vị tổ chức hoạt động tham gia các hoạt động xã hội thiện, làm tốt công tác chăm sóc thương binh gia đình liệt sĩ, thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội cựu chiến binh các cấp, tiến tới đại hội cựu tập toàn quốc của hội cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội hiệp hội doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật Việt Nam lần thứ 4, nhiệm kỳ 2022-2027, kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7/1947, 27/7/2012 và các sự kiện chính trị quan trọng trong năm 2022. Kính thưa các đồng chí, thành phố Hải Phòng cùng với cả nước sôi nổi thi đua thiết thực hướng tới kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, non sông thu về một mối 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2022.
ASEAN và ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam, tôi xin gửi tới các đồng chí thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, các doanh nghiệp là thương bệnh binh, các doanh nghiệp hội viên Hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Hải Phòng tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc. Kính chúc các đồng chí đại biểu dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an lành và thành công. Chúc Hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Hải Phòng không ngừng phát triển xứng đáng với sự tin tưởng của Hiệp hội và hội viên. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn đồng chí Trần Hồng Quảng. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Thanh Đoàn, Chủ tịch Hội, lên điều hành công tác bầu cử. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa vị, Đại hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Hải Phòng lần thứ nhất nhiệm kỳ 2021-2026 đã được tổ chức trọng thể 2 ngày 23 và 24 tháng 4 năm 2021 tại phiên họp nội bộ chiều ngày 23 tháng 4 năm 2021, Đại hội đã bầu 31 đồng chí đại biểu vào Ban chấp hành hội. Tại kỳ họp thứ nhất, Ban chấp hành hội đã bầu ra Ban thường vụ gồm 11 đồng chí, bầu đồng chí Nguyễn Thanh Hoàng làm chủ tịch và các đồng chí Phạm Văn Tố, Cao Trung Mật, Phó Chủ tịch và một số các đồng chí ủy viên Ban thường vụ. Tại kỳ họp thứ hai, ngày 27 tháng 7 năm 2021, Ban chấp hành đã nhất trí bầu bổ sung hai đồng chí Phó Chủ tịch Hội là đồng chí Vũ Văn Long và đồng chí Bùi Duy Tư. Trong năm vừa qua, mặc dù tình hình kinh tế, xã hội, thành phố, sản xuất, kinh doanh của các đơn vị hội viên hết sức khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết, biết vượt qua khó khăn thử thách thức, hoạt động của hội vẫn được duy trì. Các đồng chí trong thường trực, thường vụ, ban chấp hành hội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và nhận được sự tín nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương và hội viên. Hiện nay, ban chấp hành hội còn 30 đồng chí do đồng chí Đoàn Văn Đệ đã từ trần. Vậy ban chấp hành quyết một đồng chí để kiện toàn ban chấp hành và tăng cường vai trò trách nhiệm của ban thường vụ đáp ứng yêu cầu phát triển của hội và trong thời gian tới. Vừa qua, ban thường trực hội họp thống nhất chủ trương kiện toàn ban chấp hành bổ sung một đồng chí và một đồng chí vào ban thường vụ. Hôm nay thay mặt ban thường trực, tôi xin ý kiến các đồng chí trong ban chấp hành về biên bản là giao cho văn phòng hội để trực tiếp ghi biên bản. Đề nghị hội nghị cho ý kiến đồng chí nào nhất trí với đề nghị của thường trực tại kỳ họp này, chúng ta sẽ bầu bổ sung một ủy viên ban chấp hành và một đồng chí vào ban thường vụ. Xin cho biểu quyết. 100%. Đồng chí nào không nhất trí ý kiến và có ý kiến khác, không có. Xin cảm ơn các đồng chí. Như vậy 100% ủy viên ban chấp hành nhất trí với đề nghị của thường trực là bộ bổ sung một đồng chí cho ban thường vụ và một đồng chí vào ban chấp hành. Về nhân sự bổ sung vào ban chấp hành hội thường trực thống nhất giới thiệu đồng chí Nguyễn Công Thế, sinh năm 1952, thương binh nhà trên 4, vâng hưởng chế độ gia cam, giám đốc công ty Hương Nghiệp. Xin hội nghị cho ý kiến đồng chí nào nhất trí bầu đồng chí Nguyễn Công Thế thì cho biểu quyết. Như thế là 100%. Đồng chí nào có ý kiến khác sẽ là đồng chí nào có ý kiến khác, không hoan. Xin cảm ơn các đồng chí
Như vậy 100% ủy viên ban chấp hành nhất trí bầu đồng chí Nguyễn Công Thế, sinh năm 1952, thương binh 294, hưởng chế độ da cam, giám đốc công ty Tư Hương Yên, vào ban chấp hành Hội Doanh nghiệp Thương binh và Khuyết tật Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026. Đề nghị toàn thể hội nghị vỗ tay chúc mừng. Về nhân sự bầu bổ sung vào ban thường vụ hội, thường trực thống nhất giới thiệu đồng chí Nguyễn Huy Giáp, ủy viên ban chấp hành hội, sinh năm 1954, thương binh 394, giám đốc trung tâm hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp phát triển và hợp tác đầu tư, là thành viên của Hội Doanh nghiệp Thương binh và Khuyết tật Hải Phòng. Xin ý kiến hội nghị đồng chí nào nhất trí bầu đồng chí Giáp, Nguyễn Huy Giáp, ủy viên ban chấp hành hội, sinh năm 54, thương binh 394, giám đốc trung tâm hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp phát triển hợp tác đầu tư vào ban thường vụ Hội Doanh nghiệp của Thương binh Khuyết tật Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026 cho biểu quyết. Như thế là 100%. Đồng chí nào không nhất trí thì cho ý kiến. Xin cảm ơn các đồng chí. Như vậy 100% ủy viên ban chấp hành nhất trí bầu đồng chí Nguyễn Huy Giáp, ủy viên ban chấp hành rồi, sinh năm 1954, thương binh 304, giám đốc trung tâm hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp phát triển và hợp tác đầu tư vào ban thường vụ Hội Doanh nghiệp Thương binh Khuyết tật Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026. Đề nghị toàn thể hội nghị vỗ tay chúc mừng. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa hội nghị, như vậy với tinh thần đoàn kết dân chủ, hội nghị chúng ta đã hoàn thành nội dung kiện toàn ban thường vụ và ban chấp hành. Chúc mừng đồng chí Nguyễn Huy Giáp và đồng chí Nguyễn Công Thế. Xin chúc cảm ơn các đồng chí và toàn thể hội nghị. Một lần nữa chúng ta vỗ tay chúc mừng hai đồng chí. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa hội nghị, sau 3 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, hội nghị ban chấp hành Hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người Khuyết tật Hải Phòng mở rộng đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Hội nghị đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, tập trung trí tuệ, thảo luận nhất trí thông qua dự thảo báo cáo tổng kết năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 của ban chấp hành, báo cáo tài chính, công bố quyết định khen thưởng của các cấp và cấp trên. Hội nghị đã tiến hành bầu cử bổ sung một ủy viên ban thường vụ và một ủy viên ban chấp hành hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người Khuyết tật Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, đồng chí Nguyễn Công Thế, giám đốc công ty Tư Hiền được bầu vào ban chấp hành. Đồng chí Nguyễn Huy Giáp, giám đốc công trung tâm hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp phát triển hợp tác đầu tư được bầu vào ban thường vụ Hội Doanh nghiệp Thương binh và Người Khuyết tật Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026 với số tín nhiệm 100%. Hội nghị vô cùng phấn khởi được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý và được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của các đồng chí Trần Văn Huy, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, đồng chí Thiếu tướng Lương Xuân Cảnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hải Phòng, đồng chí Trần Đồng Hoàng, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người Khuyết tật Việt Nam, và các đồng chí Bí thư Chủ tịch phường Hòa Nghĩa Hải Thành và các vị khách quý. Hội nghị trân trọng cảm ơn và xin tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo để bổ sung hoàn thiện và văn bản của hội nghị. Tôi thay mặt cho toàn thể gần
doanh nghiệp, doanh nhân cùng các đồng chí thương binh và các đối tượng có công tác có quan hệ liên quan đến người, và xin gửi lời cảm ơn đến Thành ủy, Ủy ban nhân dân, các sở ban ngành, quận huyện, xã, thành phố Hải Phòng, đặc biệt là Sở Lao động và Thương binh xã hội Hải Phòng, Hội Cựu chiến binh thành phố, Hiệp hội doanh nghiệp và của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam, các cơ quan thông tấn báo chí, truyền thông, hai phường Hoàng Nghĩa và Hải Thành trong thời gian qua đã tạo quan tâm, tạo điều kiện ủng hộ giúp đỡ chúng tôi hoạt động mới có được kết quả và thành tích như ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn, đề nghị hội nghị hoan nghênh. Hội nghị ban chấp hành doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Thành phố mở rộng nhiệm kỳ 2026 kỳ họp thứ hai kêu gọi các đơn vị hội viên, toàn thể người lao động của hội đoàn kết phát huy bản chất anh bộ đội Cụ Hồ, tích cực hưởng ứng tham gia phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban thành phố, Hiệp hội doanh nghiệp và Thương binh khuyết tật Việt Nam và các địa phương phát động thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị và nghị quyết của ban chấp hành hội vừa được thông qua. Hội chúng ta tuyệt đối tin tưởng, trung thành với Đảng, bảo vệ chính quyền của nhân dân và cũng kiên quyết bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của hội viên như vừa qua chúng ta đã làm, thực hiện và tiếp tục thực hiện cụ thể đến cùng từng việc theo điều 9 của điều lệ Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt và quy chế của ban chấp hành đã thông qua. Tuy nhiên, mỗi một việc hội viên kiến nghị hỗ trợ để giải quyết quan đặc thù hoàn cảnh khác nhau không bao giờ đơn giản được, vì thời gian quá lâu cơ chế chính sách quy định của nhà nước đã điều chỉnh và sửa đổi, con người thực hiện đã qua nhiều năm nhiều thời kỳ phải kiên trì, và vì thế để kiến nghị hỗ trợ và giải quyết tiếp theo. Và thành thật mà nói, báo cáo với Đảng, với chính quyền, thực tế do tuổi tác, sức khỏe, thương tật, đầu óc trí tuệ do di chứng chiến tranh để lại, nên có lúc, có nơi, doanh nghiệp thành viên, hội viên chúng tôi có những lỗi và khuyết điểm ở mặt hàng khác. Chúng tôi xin nhận và sửa chữa, mong các đồng chí thông cảm và tạo điều kiện, vì quỹ thời gian của chúng tôi không còn dài nữa. Thay mặt thường trực hội, tôi biểu dương văn phòng, các ban của hội, các đơn vị hội viên, cảm ơn đội văn nghệ, lãnh đạo nhân viên trung tâm tuyển cưới cơ thu đã phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị, góp phần vào thành công tốt đẹp của hội nghị. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể hội nghị, cả nước và thành phố Hải Phòng đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi hướng tới kỷ niệm trọng thể 47 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 2022. Nhân dịp này, thường trực ban thường vụ ban chấp hành hội doanh nghiệp Thương binh khuyết tật Hải Phòng tổ chức tiếp xúc liên hoan mừng ngày hội toàn thắng toàn dân tộc. Kính mời các đồng chí lãnh đạo và toàn thể đại biểu dừng bước lên thân mặt với hội doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Hải Phòng. Cuối cùng, tôi xin gửi lời tới các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các đồng chí, qua các đồng chí chúc sức khỏe tới gia đình và người lao động của hội, sức khỏe, an lành, hạnh phúc và thành công.